Xin chào anh em. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu anh em phần Cardinal với phần Model và Controller. Thì cái phần mà View thì như hôm trước tôi đã giới thiệu rồi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ thao tác với Controller và Model. Cái bài 1 của phần này, tất nhiên bài này thì chúng ta sẽ làm rất nhiều mục, từ xóa, sửa, chỉnh sửa và thao tác trên database như thế nào. Thế thì tôi có một cơ sở dữ liệu được kết nối ở đây là Shopping. Trong Shopping này thì có các bảng như là Cart, Customer Order, Order Detail, Payment Detail và Product Feature và Product, tức là gồm có sản phẩm và thuộc tính các sản phẩm, rồi chi tiết về chi trả hóa đơn, rồi chi tiết về đặt hàng vân vân. Thì ở đây phần customer ở đây thì bảng này tôi đã thử nhập một số dữ liệu bao gồm có email address, password, complete name và address line, hai dòng thứ hai thứ ba thì để chúng ta ghi chi tiết về địa chỉ khách hàng, city là thành phố, state, zip code vân vân, country là tên của quốc gia vân vân. Thì cái bảng này đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây tôi sẽ dùng kết nối cơ sở dữ liệu đến Cardinal để các bạn có thể thao tác được. Thế thì chúng ta sẽ ở đây model đây thì chúng ta cũng chưa có cái model nào cả. Thì chúng ta đây là cái thư mục model là trống không nhá. Rồi thư mục controller thì cũng trống bởi vì đây là những cái của bài trước thôi. Thế đối với bài này chúng ta sẽ thao tác như thế nào? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái model trước. Làm model trước. Sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh sửa. Chúng ta chọn tên của lớp, chúng ta ghi đây là, tôi ghi là model chung là hàng hóa nhé. Hàng hóa thì bao gồm có tất cả cả customer rồi cả product vân vân. Thì vào chung một cái model, các bạn có thể tách riêng từng model cũng được. Nhưng ở đây chúng ta phần ở đây thì chúng ta để các bạn hiểu rõ là model là chỉ làm những cái công việc là như là thao tác trực tiếp với dữ liệu như update, thêm, insert, delete, rồi thay thế vân vân. Đấy, chúng ta sẽ có thể làm trên cái lớp hàng hóa này. Lớp hàng hóa này chúng ta gọi chung nó nằm ở trong thư mục model, thì chúng ta chú ý đó là cái đó chính là một trong những phần là model view và control. Thì chúng ta hiểu rõ như vậy thì làm những cái việc khác nó dễ hơn. Và các bạn chú ý là phiên bản Cardinal 4.0 này hoàn toàn cú pháp khác với phiên bản Cardinal trước. Và ở đây thì nó cải thiện rất nhiều tính năng. Nói chung là nó có thể như là Laravel vân vân, rồi những các framework khác, chẳng hạn như framework Symfony, rồi nhiều thứ framework mà hiện nay các bạn đang sử dụng. Thì ở đây tôi giới thiệu các bạn là mô đồ hàng hóa cho Phoenix vào. Thì khi khai báo này thì nó đã cho chúng ta thấy là mô đồ chúng ta ở đây là hàng hóa. Vậy thì các bạn thêm cho tôi là extend vào đây để nó mở rộng ra. Nó cũng có mở rộng ra, nhưng ở đây chúng ta phải khai báo là Cardinal chứ không là CI model như hôm trước nữa nhé. Trước là bản 3.9 trở xuống ấy, 3.19 trở xuống ấy, thì nó là extend CI model đúng không? Nhưng ở đây nó lại là chỉ là model thôi. Đấy, các bạn chú ý nhé. Thế rồi xuống dòng thì chúng ta khai báo cho tôi là cái thuộc tính là Protect này. Protect ở đây là table. Đấy, tên của bảng này là để nó chỉ rõ ra cái bảng của chúng ta. Bảng của chúng ta là customer. Đấy.
bảng khách hàng. Chúng ta thử làm một ví dụ này trên bảng khách hàng này. Rồi thuộc tính tiếp theo các bạn khai báo cho tôi là Protect. Protect ở đây là key. Thì trong bảng của chúng ta key ở chỗ nào thì chúng ta sẽ làm như thế. Còn cái cơ sở dữ liệu kia tôi dựa trên cơ sở dữ liệu mà trong cái bài trong một cái dự án là bán hàng. Đấy, tức là shopping. Thì ở phần đó thì tôi đặt theo đúng của chuẩn của người ta là primary key. Thì chúng ta ghi là primary key. Cái này khai báo để làm gì? Để nó nhận biết được là cái key của trong cái bảng chúng ta là ở đâu. Email, email address nhá. Cái key này thực ra nó không phải là tối ưu key, nó phải ID key cơ. Nhưng ở đây trong cái bài này chúng ta đừng cố chấp cái chuyện là tôi đặt key là cái gì. Thì ở đây là đúng như trong bảng đây. Trong bảng đây nhá. Chúng ta chọn là design lên này. Cái phần này thì tôi không nói, các bạn ai cũng biết làm rồi. Đây, primary key là cái này, đúng không? Ta đặt nó là như vậy. Đấy, đây là cái cấu trúc của cái bảng. Thì đến phần này thì tôi đặt như này, primary key bằng email address, được chưa? Đấy. Sau bây giờ thì tôi sẽ khai báo hai phương thức public. Public ở đây tôi gọi là danh function. Danh sách khách hàng, các bạn đặt tên có underline phía dưới nhé, để chúng ta làm cho nó dễ. Đặt tên như thế, danh sách khách hàng. Phương thức này là gọi ra toàn bộ khách hàng trong phần quản lý của chúng ta. Đây chúng ta không phải là sâu lên trên trang web đâu, mà đây nó ở trong cái phần quản lý của chúng ta. Đấy. Và tôi thêm một phương thức nữa, tôi copy này, tôi xuống một phương thức nữa, tôi đổi tên đây là danh sách khách hàng by email, tức là tìm qua email. Đấy. By email chúng ta chọn như này. Thì ở đây đối với cái này thì chúng ta sẽ đặt cái email chúng ta là email address. Chúng ta cho bằng, mặc định là bằng null nhé. Đó, bằng null trước. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có hai phương thức này. Một cái gì tìm tất, một cái là search thì search theo email. Thì ở đây chúng ta chọn như sau. Chọn như sau, bởi vì cái lớp này nó truy cập vào bảng luôn. Và tất cả những cái phương thức của nó được truyền ngầm qua lớp này và được sử dụng luôn. Ở đây các bạn không cần phải là chúng ta không cần phải là chọn những cái việc khác, ví dụ như là sau này chúng ta gọi là select from where vân vân. Thì ở đây nó có phương thức cho chúng ta là chúng ta chọn là this. Đấy. Các bạn chọn this nhé. Xong rồi chúng ta chọn tiếp là file on. Đây, file on trong đây nó có cái hàm file on này để chúng ta tìm được tất. Thế nhưng mà nó chưa có cái giá trị bên trái để chúng ta gán, thì chúng ta, các bạn có thể là chọn là như này, A bằng cũng được, xong các bạn return A cũng được. Đấy, các bạn return là trả về tên, return A cũng được. Đấy, các bạn, hoặc là các bạn return luôn lên trên này luôn, thì nó lấy được danh sách khách hàng, nó sẽ gán vào tên của danh khách hàng đây. Đấy. Thế còn ở dưới này các bạn có thể là chọn cho tôi một dòng như này, if. Đấy. If nhá. Rồi biến này, email address của chúng ta mà gì? Mà khác null đúng không? Khác null. Đấy, tức là khác rỗng. Thì chúng ta sẽ lấy xuống cho chúng ta là như này. Đấy, các bạn xuống đấy, các bạn sẽ trả về là return luôn, return. Rồi các bạn lấy this tiếp theo,
Đấy, các bạn sẽ gán vào một cái mảng. Đấy, sau đó nó sẽ tìm tiếp. Ở đây là phương thức cho sẵn nhé, do framework này cung cấp, bình thường nó sẽ không có, đúng không? Where, where luôn nhé. Các bạn chú ý này, where này, mở ra, where mở ra nhé. Ở đây là gán nó như một cái mảng và nó tìm cho kiếm cho chúng ta. Đấy, tìm kiếm thì chúng ta chọn cho tôi một cái mảng, ở đây là mảng so sánh. Các bạn đặt lên là email, về bên trái chúng ta là đúng như tên của cái trường, email address của chúng ta, address. Đấy. Và đây thì chúng ta, đấy là key. Và bây giờ chúng ta bằng giá trị là email address đây. Đấy, nó so sánh đây nhá. Rồi, và tiếp tục là cho chúng ta là first, là dòng đầu tiên. Đấy, có nghĩa là tìm cái hàng đầu tiên trùng với email này. Thực ra thì email là duy nhất rồi, nhưng ở đây ta vẫn cứ có một cái hàng đầu tiên là trả về cái giá trị email đầu tiên mà nó tìm thấy trong danh sách khách hàng. Rồi, cú pháp của nó như này nhá các bạn chú ý. Còn đây là file on, là tìm tất, còn đây là tìm. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhá, email address xem có đúng như là trong bảng hay không. Email address các bạn có thể copy ở đây tên vào đây nhá. Ví dụ tôi copy đây, tôi paste lại cho chắc chắn này. Đây, ví dụ tôi cho vào đây, tôi paste lại cho chắc chắn nhá, xem có đúng như thế. Rồi, đấy, rồi, thế là chúng ta đã xong. Việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta vào config, chúng ta vào database của chúng ta đây. Đấy, thì tôi gồm có là localhost này, password 123456 này, database là shopping này. Đấy, không có bảng ở đây đúng không? Rồi, chúng ta đặt nó trong đây. Đấy, ok. Rồi, việc thứ hai bây giờ chúng ta sẽ chuyển lên phần controller. Đây, tôi tạo một controller của tôi là có tên là controller của tôi tạo tên là cũng là khách hàng. Đấy, tôi chọn như này, new này. Ở dưới là hàng hóa chung nha, còn trên là tôi chọn khách hàng cho controller điều khiển khách hàng. Tôi đặt tên đây là khách hàng, khách underline hàng. Đấy, các bạn finish cho tôi. Rồi, bây giờ ta sẽ kết nối giữa controller và model như thế nào. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy tôi là đầu tiên chúng ta muốn controller đó sử dụng được cái model này thì các bạn phải gọi cái namespace model ra. Đấy, nó ra gọi là use nhá. Rồi, app là tên của đường dẫn của cái app của chúng ta đang làm. Đấy, tiếp tục này, chúng ta sang phần model. Đấy, model là app của nó, là dẫn đường không gian làm việc của chúng ta đến hàng hóa. Đấy, các bạn chú ý nhé, vì ở đây chúng ta hàng hóa, chúng ta xuống đây nhỉ, model đây, hàng hóa chúng ta phải có cái này. Đấy, rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rộng lớp này ra, là kế thừa extend ra của nó là coordinate. Đấy, và chúng ta tiếp tục. Giờ hôm trước của chúng ta không phải là CI đúng không? Rồi, chúng ta controller. Đấy, rồi, và bây giờ chúng ta khai báo code ở phía dưới của đây, của cái lớp này. Đấy, tôi nói rất là chậm và các bạn rất là dễ làm nhé. Đầu tiên là chúng ta cho hiện khách hàng đã. Ta cho function, public function trước. Public này, function này, hiện khách hàng. Các bạn chú ý nhá,
Ở đây cái primary key là cái khóa chính ấy, chúng ta đây là làm ví dụ thôi, còn trong ngữ cảnh mà làm thì chúng ta không nên để là email là primary. Thì đây là chúng ta gọi là thao tác chúng ta làm thì chúng ta sử dụng nó cho nó vui đấy. Còn sau các bạn làm cái dự án các bạn thay đổi đặt tên nó khác đi đúng không? Hiện khách hàng ở đây thì đầu tiên tôi kiểm tra nó có chạy không đã, tôi chọn Eco hiện khách hàng ở đây, tức là hiện ra danh sách ấy. Đúng rồi. Và bây giờ các bạn chú ý nhé, sau hiện khách hàng ở đây thì bây giờ chúng ta phải vào một cái config nữa là để chúng ta điều khiển cái đường dẫn phía trên URL đấy. Rồi đây đó, tôi xóa nó đi. Bây giờ các bạn nhìn nhé, đây là những cái mà tôi đã sử dụng phía trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra, chúng ta copy cái này xuống đó. Copy cái này xuống và chúng ta sẽ làm cho nó hiện ra cái khách hàng như thế nào thì chúng ta chọn như sau. Chúng ta thao tác router get mở ngoặc ra đấy. Thì đầu tiên của chúng ta là tên của lớp, tên của lớp tức là tên của cái lớp của controller đấy. Đây là khách hàng đúng các bạn chú ý nhá, chúng ta chọn đây là chúng ta khách hàng và tôi sẽ nói rõ đó, khách hàng các bạn chú ý là khách hàng. Tại sao đây chữ thường và kia là chữ hoa? Thì khi mà viết trong controller thì chúng ta để tên lớp là chữ hoa đầu tiên, nhưng mà trên URL thì nó tự động nó chuyển xuống thành chữ thường. Các bạn tiếp tục cho tôi đến là phần hiện khách hàng, hiện khách hàng. Đây ta kiểm tra lại nhé, controller của chúng ta là khách hàng, hiện khách hàng xong đến hiện khách hàng. Thì ở trên router cũng thế, khách hàng hiện khách hàng đúng không? Đúng rồi. Thế thì sau đấy thì các bạn sẽ phẩy cho tôi, phẩy bên này và bên này thì chúng ta bắt đầu gõ tên tên của chữ hoa tức là tên của lớp thật đấy. Lúc này là khách hàng rồi, tiếp tục là tên của phương thức, tiếp tục là tên phương thức thì các bạn ở đây là hai chấm, hai chấm là hiện khách hàng. Rồi nha các bạn chú ý đến đây, rồi enter xuống. Đây là ta đang tạo ra một cái router để nó trở đến trên URL của chúng ta, tức là trên account của chúng ta, nó trở đến là hiện khách hàng ở đây đúng không? Đây bây giờ chúng ta mở lại phương thức khách hàng nhé. Rồi khách hàng hiện khách hàng, hiện khách hàng đúng rồi, router của chúng ta kiểm tra lại một lần cuối, khách hàng hiện khách hàng. Và bây giờ chúng ta gõ thử trên URL của chúng ta localhost. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chọn là khách hàng hiện khách hàng. Đấy, khách hàng hiện khách hàng đúng không? Khách hàng hiện khách hàng, khách hàng hiện khách hàng. Rồi bây giờ tại về nó chưa ra đúng chưa, chúng ta nhìn thấy này, khách hàng a chữ x khách hàng hiện khách hàng, sau đó khách hàng hiện khách hàng. Khách hàng hiện khách hàng, khách hàng hiện khách hàng.
chỗ này của chúng ta là thay là không phải là như vậy mà là coordinate controller nhá. Đấy. Rồi bây giờ ta chạy lại là mới đúng được, vì lúc nãy là ta chạy là khách. Đấy, hiện khách hàng đây. Ok. Ta đã thấy là nó đã làm việc rồi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta làm tiếp tục này. Public function. Hiện khách hàng qua email. Đấy, chúng ta ghi là hiện khách hàng by email. Thì chúng ta cho một cái tham biến vào đây là email address. Nha, chúng ta cho vào đây. Thì ở đây chúng ta xuống dòng của chúng ta đã khai báo bên trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm để cho nó truy cập vào cơ sở dữ liệu qua model. Ở đây bây giờ các bạn sẽ ghi cho tôi là một biến model để trở vào cái model phía dưới kia bằng new hàng hóa. Đó. New hàng hóa là new ở dưới chỗ model dưới đây. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái mảng, một cái biến A, tôi sẽ bằng model. Và tôi lấy ra luôn là tôi lấy là danh sách khách hàng. Đó. Và bây giờ tôi sẽ va đăm là A. Rồi bây giờ chúng ta thử xem nhé. Đây. Cái phần echo để tôi kiểm tra nó ra đây rồi, bây giờ tôi sẽ ấn enter. Các bạn nhìn thấy là nó đã truy cập vào toàn bộ cơ sở dữ liệu đây. Đấy, toàn bộ cơ sở dữ liệu chúng ta hiện hết lên đây. Rồi, bây giờ qua by email này. By email thì các bạn lại cho A bằng new. Rồi các bạn xuống dòng này. Các bạn ghi lên đây là model nhá. Model. Đấy, xong rồi tiếp tục bây giờ các bạn cho một cái A nữa bằng model. Tiếp theo trỏ đến là hiện khách hàng. Danh sách khách hàng. Ta trỏ đến một tên nhá. By email. Đấy, thì các bạn cho cái biến email vào đây. Email vào đây nhá. Rồi, ok xong rồi. Và bây giờ tiếp tục xuống phía dưới các bạn va đăm để chúng ta kiểm tra. Đấy. Và trước khi kiểm tra thì các bạn lại vào router của chúng ta, các bạn thay cho tôi một cái biến nữa. À, một cái router khác vào đây. Đấy, các bạn sẽ thay một cái router khác vào trong này. Rồi bây giờ các bạn sẽ gõ như sau nhé. Phần trên chúng ta đúng rồi. Router. Get. Đó. Các bạn sẽ lấy đường dẫn giống như trên là khách hàng. Hiện khách hàng by email là tên của phương thức ở đây. Copy cái này vào cho tôi. Đấy, đây là tên của phương thức nhá. Các bạn cho vào router. Tiếp tục này. Rồi, bây giờ các bạn xẹp một phát nữa. Và các bạn lấy cho tôi là segment. Đấy, lúc này cú pháp của nó là chúng ta mở ngoặc ra chỗ này. Hai chấm segment
nhá. Hai chấm statement là đấy là cái phần gọi là lấy statement ra, và bây giờ ta sẽ phẩy phía trên. Statement ở đây là không có phẩy chỗ này, ta phẩy ngoài, phẩy trên nhá, phẩy dưới này. Phẩy dưới bây giờ các bạn cũng là tên đường dẫn của lớp khách hàng. Đó, lớp khách hàng chúng ta là chúng ta cho nó khách hàng. Rồi, tiếp theo là hiện khách hàng. Bài email. Đó. Phần cuối cùng là các bạn đô la một cho tôi và phẩy trên, các bạn đóng lại, các bạn như này. Rồi chúng ta kiểm tra lại. Đây, khách hàng hiện khách hàng này, chỗ này cuối bài email các bạn gạch cho tôi đến nút này, gạch cho tôi một cái này và segment để nó lấy cái giá trị tham số email ở trên URL đấy để nó truyền vào. Thì cái này gọi là URL, các bạn chú ý nhá. Thì nó sẽ lấy tham số này để nó lấy vào segment này. Đó, các bạn chú ý nhá. Rồi các bạn chú ý cho tôi điều đó. Chỗ này là phẩy. Đây, nó truyền ở đây. Khách hàng hiện khách hàng by email, và chọn khách hàng hiện khách hàng by email. Đây, hai chấm là tên của phương thức, đúng không, lớp. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về bên kia. Chúng ta trở về controller khách hàng. Đây. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh ở trên nhá. Đánh ở trên, bây giờ chúng ta sẽ lên paste cái lớp này. Hiện khách hàng by email. Đấy. Chúng ta chọn này, chúng ta đánh này, ta gõ lại đây, paste vào đây nhá. Rồi email bây giờ tôi chọn một một email là đấy, ví dụ Trần Văn Quý chẳng hạn. Đấy, Trần Văn Quý, để xem nó có ra đúng anh Quý này không. Hiện khách hàng by email. À, email phải có chữ L này nữa. Đấy, ra đúng anh Quý rồi. Đây, đúng không? Vậy thì qua bài này là chúng ta đã nắm được cái bài 1 này là cái cách cơ bản để chúng ta trích xuất dữ liệu qua cái lọc này, rồi qua tất cả này, cũng giống như lệnh cơ bản là select from where, vân vân. Đây, select all, select where là theo cái gì. Thì ở trong đây là chúng ta thấy ở trong model chúng ta là nó là where như này. Tìm hàng đầu tiên. Đấy. Tìm hàng đầu tiên. Và các bạn chú ý cho tôi là cái router của chúng ta viết viết như này nhá. Đây. Trên là tìm kiếm tất cả này, dưới là tìm kiếm theo email này. Đấy, thì segment tôi đặt như này. Đây là tên của lớp này trong controller này, còn đây là tên phương thức trong controller này. Phương thức trong controller thì lại gọi phương thức trong model. Các bạn chú ý nhé, phương thức ở controller thì sẽ gọi phương thức của model. Đó. Đây, phương thức nó gọi đây. Đó. Thế thì cái phần trình bày dữ liệu trên web thì chúng ta sẽ trình bày sau, còn chủ yếu là chúng ta sử dụng thao tác để chúng ta lấy nó ra. Và các bạn chú ý một cái điều quan trọng ở phía hàng hóa của chúng ta như này nha. Đây là một thực tế, đây chính là một mảng khai báo thôi. Mảng này không cần phải gắn bằng một cái gì cả, mà chúng ta chỉ cần hai dấu móc vuông, và một bên là key và một bên là giá trị. Còn cái key này thì nó trùng với tên của trường primary trong trong database. Đây, trường này trùng với đấy. Thì chúng ta đặt tên như thế để nó so sánh đúng trường như vậy. Đó, so sánh đúng trường như vậy. Đấy. Và chú ý cho tôi cái chỗ phần
Còn đây phần khách hàng controller, chỗ này phải là controller. Còn coordinate tiếp thì nó không ra, chúng ta chậm là chậm ở chỗ coordinate tiếp thì không ra được. Đấy. Rồi, vậy tôi vừa trình bày xong cho các bạn phần bài 2 của phần coordinate.